Thế nào gọi là thiện xảo đối với duyên khởi? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhân duyên, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, và từ các duyên sanh ra các pháp, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu nhân duyên đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhân duyên, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu nhân duyên đều bất khả đắc, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thường hoặc vô thường đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, vui hoặc khổ đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên định hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên không hoặc bất không đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không hoặc bất không đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu nhân duyên xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như thật biết rõ có bao nhiêu đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu vô minh, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các tự tướng có bao nhiêu vô minh đều bất khả đắc, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu vô minh, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật các cộng tướng có bao nhiêu vô minh đều bất khả đắc, như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử đều bất khả đắc, như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi.
Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có tướng hoặc vô tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu vô minh xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với duyên khởi. Thế nào gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu thị xứ. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu phi xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu thị xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu phi xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu thị xứ. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu phi xứ. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, các cộng tướng có bao nhiêu thị xứ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ các cộng tướng có bao nhiêu phi xứ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu thị xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu thị xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu thị xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu thị xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật, có bao nhiêu thị xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ không hoặc bất không đều bất khả đắc.
Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ, phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thị xứ có tướng hoặc vô tướng, đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ có tướng hoặc vô tướng, đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ, phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thị xứ có nguyện hoặc vô nguyện, đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ có nguyện hoặc vô nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ, phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thị xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ tịch tĩnh hoặc không tịch tĩnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ, phi xứ. Lại nữa, các Bồ Tát biết rõ như thật có bao nhiêu thị xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhiêu phi xứ xa lìa hoặc không xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là thiện xảo đối với thị xứ, phi xứ. Như vậy, Bồ Tát đối với các uẩn phải khéo léo tu hành, do khéo léo nên thuyết pháp cho các hữu tình, giúp họ dứt hẳn các tường hữu tình. Bồ Tát khởi tâm thù thắng như vậy là lợi mình và lợi người. Tu các trí tuệ vi diệu, tất cả đều dùng đại bi làm đầu, thường phát khởi tâm tùy thuận hồi hướng tương ưng với trí nhất thiết trí. Nên biết, đây gọi là đầy đủ giới Bồ Tát, đầy đủ tịnh giới vô thượng. Nếu các Bồ Tát muốn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải siêng năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hồi hướng cầu trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát dùng 6 ba la mật đa này, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này do tịnh giới đây nên thủ thắng hơn tất cả thanh văn độc giác. Lại nữa, mãn từ từ, một Bồ Tát giới mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả hữu tình đều đã thành tựu 10 thiện nghiệp đạo, thì Bồ Tát giới hơn giới kia gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp vô số lần lần. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới đều thành tựu đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo, bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đầy đủ năm thần thông trước, bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều an trụ đầy đủ từ bi hỷ xả bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đầy đủ tùy thuận nhẫn không bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đầy đủ thuận nhẫn vô tướng bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đầy đủ tùy thuận nhẫn vô nguyện bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Lại nữa, mãn từ từ, giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đầy đủ pháp của bậc đệ bát bao nhiêu giới đó, đối với một giới Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Bấy giờ mãn từ từ lại thưa với Xá Lợi Tử: Này, tôi muốn hỏi tôn giả, có bao nhiêu nghĩa thú ở đệ bát địa? Xin tôn giả hứa khả thì tôi giải thích nghĩa thú này. Xá Lợi Tử đáp: Tùy theo ý của ngài hỏi điều gì, tôi sẽ theo đó mà giải thích. Mãn Từ Từ hỏi: Vì thân cận giác uẩn là đệ bát địa sao?
Xá Lợi Tử đáp: Cụ thọ không phải. Mãn Từ Từ hỏi: Vì xa lìa sắc uẩn là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp: Cụ thọ không phải. Mãn Từ Từ hỏi: Vì thân cận thọ tưởng hành thức uẩn là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp: Cụ thọ không phải.